Thôi em đừng nhầm tên tôi làm gì. Đời người không biết hay tìm quên. Vâng, xin chào tất cả các bạn và anh em đang theo dõi kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số. Hôm nay là buổi chiều, là ngày 13 tháng 11 năm 2021. Hai anh em của tôi đang trên đường đến Thanh Oai, Hà Tây. Hiện tại là đang ở làng Thanh Oai, Hà Tây, để đi vào nhà bác Phước, lắp cho bác Phước bộ dàn karaoke trong buổi chiều ngày hôm nay. Rẽ trái để vào đường Kim Bài, sau đó rẽ trái vào Phạm Hùng, bác Phước khoảng 3 km nữa, và lắp cho bộ dàn karaoke cho bác Phước ngày hôm nay. Đó là một đôi loa DX5 và một cục súp E560, với kèm theo đó là một đầu thu mic 321 và một CP900 với ca vang KM360. Hiện tại mới một đôi, thêm một đôi loa lời nữa. Thì hiện tại giờ anh em tôi đang cách nhà bác Phước còn 2 km nữa là sẽ có mặt tại nhà bác Phước. Rẽ trái vào Phạm Hùng, đi tả đáy. Chiều ngày hôm nay xin tất cả anh em, mời tất cả anh em theo bước chân anh em chúng tôi để trải nghiệm những bộ dàn karaoke 2 km hay nhất của Hoàng Long. Hiện tại bây giờ nó là số 1 của Hoàng Long, và xin mời tất cả các bạn đi theo bước chân để trải nghiệm. Rồi, xin chào tất cả các bạn và anh em đã tới nhà bác Phước ở Thanh Oai. Đây mình đã đến đây, nhà tôi đây. Đây nhà bác đây. Đây nhà bác cổng đẹp đây. Đây bác xây cổng nhà đẹp. Nhà, nhà rộng. Đây. Đây là nhà tôi. Đúng kiểu nhà cổ ạ. Nhà bác trong là gỗ hết rồi. Ừ. Đẹp đấy. Nhà thì có xịn thế. Đây là đây trong. Không mở cửa rộng ra một tí có nữa. Ôi giời ơi. Này, này đây. Xe tôi phải có cái này. Vâng, xin chào tất cả các bạn và anh em đã theo bước chân anh em tôi xuống đến nhà bác Phước ở tại Thanh Oai, Hà Tây. Và mình đã đắp ghép cho bác Phước xong một bộ dàn karaoke gồm có một cục đẩy D800 và một vang KM360, với kèm theo đó là một lưng tiếng CP800, một đầu thu mic và hai tay mic 321, với một đôi loa DX5 và một đôi loa lời. Với tiếp theo đó là một cục súp 560 mình đã đắp ghép xong và đang chờ chuẩn bị test nhạc. Không ạ, làm gì cần gì đâu.